Hi everybody, welcome back to my Thương Gameplay channel. Xin chào các bạn, hãy chạy kênh Thương Gameplay. Mình chào series 4 game hôm nay. Và Ice Cream có sẽ tìm đầu tiên cùng bạn khám phá trong đầu nội dung của nó nhé. Bắt đầu ngay các bạn. Mình sẽ chơi chế độ normal mode cho bạn này. Careful, I got that robot in front. Chắc là có thể được. Cần có được một vàng số này nữa các bạn. Thank you.
À rồi, cứ xem chơi nha các bạn. Nên vinh cạn không ạ? Ok, giờ tôi sẽ trốn vào đây nào. Scavia. Tí tiếp theo nào. Ice cream 3. Nào mình sẽ ice cream 2 cho các bạn.
chuyển sơn này này. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Jay, help me out of here, please!
chưa có gì tiếp theo nào. Ice cream 3. Only one time. Vamos a ver acá. Thank you.
con gỗ đầu tiên ra tìm được ở đây rồi. The chump clubby ones. I'm going to buy me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Ice cream one.
anybody watching? Did you hear about it? That's good. Đủ để xong rồi được. Thank you.
Ok, phải try đi, giải cứu Charlie rồi các và các bạn trong những video tiếp theo. Thank you so much. See you soon. Bye bye.